Sản xuất CG bị bắt này, CG bị bắt này, anh ơi cứu rồi. Saman. Đi vào đi, nào. Chuẩn bị lại. Mấy người đụng má, mấy người kia đi qua cái cầu mẹ nó đi. Chuẩn bị bom lên nè. Đi qua cầu luôn nè. Lên nè 5. 4. Mình có người nữa. 2. Một nè là chỗ thằng Hiếu á, chỗ Hiếu á. Xong tản ra, tản ra. Giết thằng Rusei nè, Rusei nè. Ui đớp nó đi, tản ra, đứng tản ra đi xuống hướng S-Tip nè, tản ra xuống hướng S-Tip đi, tản ra quý đớp nè, cái thằng lửa trên nè, thằng lửa phú đất mày thấy không, mày quăng quý đớp nó đi. Này đi xuống S-Tip nè, chuẩn bị bom lên nè, chuẩn bị là 5, 4, 3, 2, 1, đi lên nè, chỗ cây á. Làm rồi. Tản ra tiếp, đi xuống step, heal lên, 5 heal lần mà heal lên. Tản ra di chuyển, đi xuống cái cầu luôn rồi, băng qua cái cầu luôn, vũ qua cầu luôn. Lại đi theo cầu nè. Băng qua cầu hết. Du đi ở cầu này. Băng qua cầu hết luôn. Rồi. Cho mấy người đi chậm tới, quy giúp mấy thằng sau trong team mình nha, chuẩn bị đứng lùi về một chút. Đi qua cầu lại, đi ngược lại, đi qua nè, nè. Kế xích rồi, chuẩn bị bung đồ lên nè nha, 5, 4, 3, 2, 1, băng qua hết luôn. Để reset cơ bị. Tản ra xong. Ờ dí luôn đi. Heo Haman, Bỏ đi. Lớp T3 đang chạy qua, nhanh lên anh Cúc ơi. T3 đi hướng nào? Lớp T3 ở đâu? Đang qua map mình á. Sao, thấy cũng được sắp rồi. Lưu đi. Còn đi anh tiếp anh. Dí nó một chút đi, xong coi thì chạy được. Mày là con xe ôm. Đi mẹ mày đứng lúc làm gì? Anh Toa Ram ơi, chỗ nó có chỗ tao mày, chỗ tao đang có một thằng rồi, anh Toa Ram xuống nào luôn đi. Rồi. What the fuck, nó quay được lại. What the fuck, K-Pai? Ủa, cầm cái này luôn hả? Mẹ nó chạy. Thịt mẹ nó chạy loạn quá luôn. Chạy một đồ rồi quay lại cho cú. Mẹ ngu. Thế tao đang đéo hiểu nó thế. Anh làm chậm hay làm gì nó cái nữa không Cúc? Em có e đó. Nó lút này, giết thằng Rat đi. Cúc giờ.